thì anh em có thể nhìn xuống ngay phía bên dưới này thôi, nó có cái chữ Move Quick đây này, nó có cái biểu tượng chữ Move ở đây đấy, anh em click vào đó. Quá xưa rồi anh em ạ, bây giờ đây các hãng đã cập nhật lên cách bật Move Switch mới rồi, trông nó hiện đại và nó xịn sò hơn rất là nhiều cơ. Vậy thì cách bật mới này có gì khác biệt? Thời gian vừa qua thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của anh em là tại sao em không bật được Move Switch, em không tìm được Move Switch ở trên Acer Tab hay là Acer ROG. Thì hôm nay mình sẽ mang lại cho anh em những cách bật Move Switch ở trên hai phiên bản là laptop gaming Asus mới và laptop gaming của Lenovo mới để xem cách bật nó sẽ có gì khác biệt anh em nhé. Hãy cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên là ở cái giao diện phần mềm AuriGrace mới của những cái chiếc laptop gaming Asus 2022 thì họ đã cập nhật thêm một chút về giao diện cho chúng ta, những cái tính năng mới trong cái phần GPU mode. Ở đây chúng ta sẽ có thêm 4 chức năng. Chúng ta sẽ có là Optimize, chúng ta sẽ có Eco Mode, Standard và Ultimate. Thì ở trong này chúng ta sẽ có thể quan tâm tới 3 tính năng chính. Đấy chính là Eco Mode, Standard và Ultimate. Eco Mode tức là một chế độ mà tiết kiệm pin, sử dụng duy nhất là GPU tích hợp, tức là card onboard ấy. Tiếp theo là Standard, tức là trong chế độ này thì máy sẽ linh hoạt chuyển đổi giữa card đồ họa rời cũng như là card đồ họa tích hợp anh em nhé. Còn chế độ cuối cùng là Ultimate, tức là kiểu tối thượng ấy, tức là lúc này thì nó sẽ bung hết sức mạnh của chúng ta ra để mà chỉ sử dụng mỗi card đồ họa rời thôi. Lúc này thì nó xuất hình ảnh trực tiếp từ card đồ họa rời lên màn hình mà không cần thiết phải render qua card đồ họa tích hợp nữa, hạn chế hiện tượng nghẽn cổ chai cũng như là cho chúng ta một cái tốc độ phản hồi gần như là nhanh nhất, cũng như cho chúng ta cái FPS nó là cao hơn. Đúng nào, card đồ họa rời nó sẽ đảm nhận luôn cái tính năng là xuất hình ảnh cho chúng ta một cái FPS nó là cao hơn, đặc biệt là trên tựa game FPS hoặc là đặc biệt trên những cái mẫu laptop gaming có cái card đồ họa không phải quá mạnh mẽ, ví dụ như là RTX 3050 hoặc là GTX 1650. Ok, thì hầu hết bây giờ đây là RTX 3050 mới được áp dụng cái công nghệ này anh em nhé. Thì đó, cách bật lên rất đơn giản mà thôi. Chúng ta đang ở chế độ Standard, chúng ta chuyển sang Ultimate, bấm vào phát máy yêu cầu khởi động lại, chúng ta bấm Yes và lúc này máy lập tức khởi động lại một lần nữa và nó sẽ setting lại ở trong BIOS. Lúc này chúng ta chỉ cần vào chúng ta check lại thì máy đang ở trong chế độ Ultimate, lúc này đang là bật Move Switch rồi, tức là chúng ta đã bật Move Switch thành công rồi anh em nhé. Đó là trên cái mẫu laptop gaming của Asus. Còn sang tới Lenovo thì sao, có một chút sự khác biệt. Lenovo thì ở đây họ sẽ cho chúng ta cái phần mềm nó rất là kiểu sạch sẽ, nó rất là gọn gàng từ trước tới nay rồi. Chúng ta sẽ chỉ cần vào phần mềm Lenovo Vantage và chúng ta nhìn sang cái thanh bên phải có cái phần Legion Edge. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là có cái thermal mode này, chúng ta có thể tùy chỉnh các cái chế độ tản nhiệt của máy này. Tiếp theo là GPU overclock, chúng ta bỏ qua, network boost chúng ta bỏ qua. Chúng ta chỉ cần để ý tới cái phần là GPU working mode. Thì ở trong này chúng ta cũng sẽ có những cái tính năng mà gần như là tương tự so với cả trên cái GPU mode của Asus. Ở đây chúng ta cũng sẽ có là hybrid mode, chúng ta cũng sẽ có là hybrid iGPU only mode và chúng ta sẽ có là hybrid auto mode và cuối cùng sẽ là DGPU mode. Tạm thời chúng ta bỏ qua hết tính năng khác đi. Ở đây chúng ta chỉ cần quan tâm tới là DGPU mode mà thôi. Lúc này chúng ta sẽ chỉ cần chọn vào đó và lúc này máy báo là sẽ phải khởi động lại. Nhưng mà nó sẽ không bấm vào đấy là nó không khởi động lại luôn, mà chúng ta sẽ bắt buộc là phải khởi động lại bằng tay. Và chúng ta sẽ vào Windows, chúng ta bấm vào nút nguồn và chúng ta bấm Restart. Thì chỉ cần Restart lại xong thôi là máy đã lập tức chuyển sang cái chế độ card đồ họa rời, duy nhất card đồ họa rời, hay còn gọi là Move Switch. Ok, và đó là cách bật Move Switch phiên bản 2022. Anh em nhớ cập nhật lại cách bật nhá. Không xem video trước anh em lại không tìm được cái Move Switch ở đâu đâu. Mình để ý là rất nhiều anh em quan tâm tới video lần trước với tận đâu đó 9.000 lượt xem của anh em. Cho nên là có vẻ anh em quan tâm điều này khá là nhiều và không biết cách bật ở đâu đúng không? Vậy thì đó chính là cách để anh em có thể bật Move Switch. Vậy anh em cảm thấy video này hữu ích hay không? Hãy để lại bình luận phía bên dưới. Và đừng quên cho Laptop World một like cũng như một sub và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.